Cô giáo xin mua laptop nói phụ huynh học sinh trở mặt còn hơn bánh tráng. Cô giáo Trương Phương Hạnh thừa nhận đã có những lời lẽ không hay với phụ huynh học sinh. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước việc cô giáo Trương Phương Hạnh, giáo viên lớp 4/3 trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vận động phụ huynh hỗ trợ mua laptop. Sau đó không lâu, một đoạn ghi âm dài hơn 4 phút hé lộ nội dung trong cuộc họp nội bộ nhà trường đã lần nữa khiến dân tình dậy sóng. Trong đoạn ghi âm này, người được cho là cô giáo Trương Phương Hạnh đã có những phát ngôn không đúng mực về phụ huynh học sinh như chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn có học mới thích tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du, hay trên mặt bằng phường cầu kho này toàn dân gì đâu không. Dân học thức ít lắm, họ ăn đằng sóng nói đằng gió, sáng gọi điện nói với tôi một kiểu, chiều nói giọng khác, trở mặt còn hơn bánh tráng. Ngay sau khi đoạn ghi âm này được công khai, cô Trương Phương Hạnh lần nữa phải hứng chịu sự tức giận của cộng đồng mạng. Trả lời phỏng vấn với báo Dân Trí ngày 30 tháng 9, cô giáo đã thừa nhận đoạn ghi âm trên là giọng của bản thân. Khi đó cô quá bức xúc vì bị giáo viên khác chỉ trích nên đã có những lời lẽ không đúng mực. Ngoài ra, vì tâm trạng không tốt lại thêm có phụ huynh học sinh nói chuyện trước sau không thống nhất nên mới khiến cô Trương Phương Hạnh kích động. Trước đó, cô Trương Phương Hạnh cũng thừa nhận bản thân đã sai khi vận động tiền hỗ trợ từ phía phụ huynh để mua laptop cho cá nhân. Về nội dung soạn đề cương ôn tập, cô giáo bày tỏ đây không phải nhiệm vụ của giáo viên chứ không phải cô giận dỗi phụ huynh do không được mua laptop. Được biết, hiện tại cô Trương Phương Hạnh đã bị tạm đình chỉ công tác. Trong quyết định được ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã ký có nêu rõ lý do là để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật.